Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy đang có mặt ở nhà vườn anh Mạnh Đông. Thì nhà vườn anh Mạnh Đông có rất nhiều cây cảnh. Và trong thước phim này, bà Sa Đức Huy sẽ dẫn quý vị lên cái đường lên cầu thang này. Trên đó có những cây VIP ở trên đó. Quý vị hãy lên trên đó để ngắm một số những cái cây rất giá trị của anh. Anh đang chơi trên đó quý vị nhé. Một cái sân chơi này, Bo Sa Đức Huy đếm sơ sơ có 8 cây, quý vị ạ. 8 cây nhưng mà toàn những cây VIP của anh thôi. Quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm như thế này. Một cây trực cao khoảng 1 mét. Thân pháp và bóng dáng thì quá ấn tượng rồi. Cái này cái bộ tàn, bông tàn thì đang xây dựng. Bộ râm thì chưa hoàn thiện hẳn, nhưng về cơ bản cái bóng tàn rồi cách thiết kế cũng đã được xây dựng đầy đủ rồi. Chỉ cần hoàn thiện bộ râm thôi. Xin chào nha. Anh em chào anh nhá. Chào anh Đông nhá. Chào Bo Sa Đức Huy nha, chào tất cả mọi người đang xem trên kênh của Đức Huy nha. Chào anh. Lại được Đức Huy về vườn thăm và ghi hình. Vâng. Xin được hai anh em chia sẻ những hình ảnh cây ở trên giàn lan của nhà vườn. Đây là cái không gian ngày trước anh chơi lan đúng không? Ok. Và hiện nay thì đã chuyển sang là cái sân cây rồi. Vị được xem những cái tác phẩm ấn tượng ở nơi đây. Anh ơi, anh có thể ra chia sẻ đến gần cây một chút không? Đây là những tác phẩm em thấy là cái kích thước, cái chiều cao cũng xem nhau. Thì anh chọn lựa hay là do cái không gian ở đây thì nó hợp với những tác phẩm như thế này mà anh đưa những tác phẩm lên anh? Thật ra là báo cáo mọi người đây là không gian ở trên tầng 2. Cho nên là mình cũng tìm cái size cây là nó khung tầm cỡ 4-5 tạ đấy, một cây. Vâng. Chưa đến, nếu một vị trí này nó tầm chưa đến 1 tấn đâu. Vâng. Tại vì là trước mình làm giàn lan này thì nói nào nhỉ? Nói vui cho quý vị là trước mình làm giàn lan này là mình làm cũng rất cẩn thận. Vâng. Là mình làm mình nói với anh em chơi lan là mình làm rất là chắc chắn. Nếu mà tí nữa Đức Huy mà quay cho mọi người xem mình thiết kế cái dầm giàn lan ở dưới ấy. Rất là chắc chắn đấy nhá. Mình thiết kế kiểu là mình bảo là mình làm thật là khỏe. Để cho lan nó gọi là chiêu là cho lan nó không sập được đấy. Chống sập đấy. Cuối cùng là một mình làm nó khỏe quá mà mọi người không làm khỏe thì nó cũng vẫn sập như thường. Cho nên là mình vẫn là mục đích là làm thế để về sau này mình có cơ hội là mình vẫn chuyển cây để chơi. Dạ vâng. Thì cái máu chơi cây trong người nó ngấm người. Dạ. Những người chơi cây mà sai cây chỉ có đi thay máu thôi. Máu thì với không ngấm rồi. Cho nên là khi quá trình này chơi lan thì nó chậm lại. Hoặc là nó về kinh tế thì nó không thu nhập được bằng cây thì mình quyết định là mình chuyển đổi cây lên đây. Vâng. Mình đưa cây lên đây để chơi cho anh em cùng ngắm. Vâng. Đây là một phần như Đức Huy tí nó quay ngoài kia biết đấy. Mình ngoài kia thì mình cũng tương đối là để nó chặt bỏ. Ở dưới này cũng là đủ rồi. Vâng. Bây giờ là mình chuyển một số tác phẩm đưa lên trên này. Vâng. Để cho anh em vừa uống nước được mà vừa ngắm cây ở trên này được. Thế là nó rất là một công đôi việc. Đức Huy cứ quay cho mọi người. Ta sẽ ngắm tác phẩm này. Cái tác phẩm này giới thiệu với mọi người là mình cũng được sở hữu khoảng độ 5 năm rồi nhá. Ngày xưa có mua được khoảng bạn Tư. À. Bạn Tư Đông Anh đó. Anh Tư Đen đấy hả? Anh Tư Đen đấy. Tư Đen là một trong những người là bạn Đông rất là tôn trọng đó. Tại vì là bạn Tư bạn này tuyển cây rất là chính xác. Vâng. Nhưng nói chung là đất ở trên đấy thì toàn là người tuyệt vời rồi, nhưng mà riêng chỗ Tư thì mình rất là tin tưởng về cái phong cách và là cái tuyển chất lượng thôi của bạn ấy. Nghe là đầu cái nào của bạn ấy về thì mình làm đều thành công hết. Vâng. Đều là ok hết. Đầu vào cây anh ấy đầu tuyển vào là Tư rất là tuyển chuẩn, rất tốt. Vì nhìn thấy cái tác phẩm như thế này thì không nói quý vị cũng biết là những cây quý rồi, cây rất là quý rồi của nhà vườn rồi. Cái này thì mình bắt đầu mình ra được bộ khung tay thôi. Nếu mà muốn nó mịn nó đẹp thì chắc là tầm 2 năm sau. Vâng. 2 năm sau thì mình nghĩ là tác phẩm này nó cũng tương đối đẹp đấy. Cây các tỷ lệ đây, cái tuổi của nó này bây giờ này. Cái quan trọng nhất là mình nuôi bộ này 4-5 năm nay rồi mà nó vẫn chưa ấy.
nó vẫn chưa chưa bị phình dễ ra nhá. Đấy, không có cái nó... không có cái dấu hiệu béo không nhỉ? Không có dấu hiệu béo nhá. Có những cái rễ ví dụ nó 5 năm là 5 trên kia nó như cái đũa, nó chỉ bằng cái đũa thôi. Dạ. Đấy, mà cây thì nó vẫn đùn ra, tay cành thì vẫn đủ đảm bảo cắt giật. Dạ. Thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất của người trong cây. Quý vị nhìn thấy các chốt cân đối với cái tỷ lệ cây, và cây thì gốc bồ ngọn chỉ, thân nhỏ dần lên tận ngọn, và một cái chiều cao thì vừa phải anh nhỉ, 1 mét thôi. Quan trọng là mình bắt được dáng, mình bắt được cái dáng. Đây là một cái trong những cây tiêu biểu ở trong cái sân này mà chúng ta sẽ đi ngắm tiếp. Đây cũng vậy quý vị này. Đây là một trong những cái phôi thôi em ạ. Một phôi. Trước thì nó cũng là cái cổ đấy. Ui dồi, già. Từ cái, cái cụ để lại. Già khủng khiếp này. Xưa đây này. Ồ cho có cái xích đấy. Ở đây. Ngày ăn chắc mà... ngày xưa là xích hả? Ờ ngày xưa là cái xích đấy, chắc các cụ sợ mất hay là à. Hoặc là các cụ xích con chó nào đó vào đây. Con cây. Đấy xong vào đâu là hóa ra là ôm hết cái này. Ui dồi quý vị nhìn thấy này. Cột già lắm quý vị nhá. Treo là cái cổ mà anh mua của anh Hội. Đây là anh cũng mua của anh Hội Hữu Văn đấy. Vâng. Anh Hội trên Hữu Văn thì thực ra là cũng tiện đây thì nói luôn là cây cảnh Mạnh Đông thì cũng được sở hữu rất nhiều tác phẩm của anh Hội. Cái tác phẩm Lạc Tiên Tỏa Thạch kia cũng anh cũng mua của anh Hội. À. Mà năm ngoái anh bán một số những tác phẩm cũng toàn tỷ mấy. À. Toàn mua anh Hội hết. À thế hả? Anh Hội anh rất yêu ái chỗ. Anh Hội ở đâu anh? Anh Hội ở Hữu Văn. Hữu Văn. Hữu Văn ở trên Trường Mỹ. À Hữu Văn Trường Mỹ, vâng vâng. Đấy. Cho nên là anh Hội cũng rất là yêu ái cho cái cảnh Mạnh Đông, để cho cái cảnh Mạnh Đông rất nhiều tác phẩm. Đây vâng. Là một trong những tác phẩm ngày trước là cũng ít tiền thôi. Mình ngày xưa mình mua năm cũng 4-5 năm trước thì nó có mấy chục triệu thôi, 5-60 triệu gì đó. À. Nhưng mà trong đó anh cũng chia sẻ là anh cũng có để cho anh Hội một tác phẩm mà anh mua của cụ Vĩnh. Vâng. Cũng ít tiền thôi nhưng mà bây giờ cũng thấy bảo là cũng, anh cũng trả anh cũng tỷ mấy 2 tỷ rồi đấy. À. Tác phẩm này cũng giá trị. Cùng anh em thì cái trật quý nhất là nhà anh Hội đấy. Là anh cũng để lại cho anh Hội. Anh em gần như là trao đổi đam mê, nhường đồ cho nhau. Nhường đồ cho nhau đúng không? Là mỗi người một cái cách, người ta nói là phong cách người chơi mà mỗi người một phong cách chơi, phong cách làm khác nhau. Thế là anh em mình phải học hỏi nhau làm thế nào để cho ngày càng cây nó cứ đẹp lên và nó lên tiền. Dạ vâng. Thế là không cũng làm cây cũng không làm theo cái tôi của mình được. Dạ vâng. Mình cứ cắt quyết liệt theo cái tôi của mình thì về sau này dẫn dắt người chơi đi theo hướng đấy, nhưng mà anh nghĩ là tỷ lệ thành công nó chỉ có 10 phần nghìn thôi. 10 phần nghìn đấy. Nếu mà cứ đấy. Thích đục theo đúng của mình, thích cắt theo cách của mình thì anh nghĩ là nó 100 người thì cũng chỉ được 1-2 người thôi. Vâng. Quý vị thấy anh ấy chia sẻ rất là chân thật. Những cái phôi ngày xưa chỉ mua mấy chục triệu thôi. Nhưng những cái phôi này thì bây giờ quý vị biết là cái phôi này thì rất là giá trị rồi. Chắc chắn là nó không không ở mấy chục triệu nữa rồi. Chúng ta đến với một đây là gọi là tác phẩm rồi. Cây hoàn thiện, rất già rồi. Hoàn thiện nhưng mà mình đang nuôi bung nó ra cho nên là nhìn nó không rõ bông thôi. Vâng. Không rõ mảng miếng. Cái này thì anh đã đi chơi nhiều của triển lãm này đúng không? Cái này mình đặt là tác phẩm trực thăng ấy, nó giống như máy bay. À trực thăng. Nhà mình ngày xưa thì chắc là ông già cũng gọi là mơ ước được đi quân đội, nhập quân ngũ này, đi chiến đấu, nhưng mà ông già cũng cho đi thì bây giờ lúc nào cũng thích đặt tên là trực thăng và trực tên lửa. Hải hậu là toàn tàu ngầm với tàu chiến. À. Cho nó vui thôi. Cây này cao 1 mét quý vị nhá, từ mặt chậu lên. Nhưng trên này cái sân cây của anh ấy thì chỉ cao khoảng những cái cây xa xa cao nhất là tầm mét thôi. Mét thôi, mét đổ về thôi. Mét đến 80 phân thôi. Sai. Những cái sai cây vừa phải. Và trên này thì đếm sơ sơ chỉ có 8 cây thôi. Nhưng 8 cây thì cũng cả một cái tài sản lớn của anh. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ngắm những cái cây và những cái phôi rất chất của anh. Đây là một cái đường nét riêng nữa này quý vị này. Một phôi thôi. Nhưng một cái phôi có những cái đường nét khá đặc biệt. Anh ơi, cái này em thấy cái đường thân có cái kết cấu khá đặc biệt đấy. Đúng không? Cái này thì thực ra là đây nó là một cái tác phẩm trước nó là 2 cái trực. Cái này trước nó là 2 cái trực đấy. À. Nhà con này là đã được nắp vào nhau. Hai con này đã được hòa quyện vào nhau. À. Như chưa hề có cuộc chia ly đấy. À,
hai cây trực nguyên một cặp thì nhưng mà có đây cái đây ghép vào, đây là một thân khác này, ghép đây vào là thân bé, đây thân to à. Ghép vào nhau. Thế nhưng mà chúng ta để ý những cái chi tiết này, có cái điểm lối giữa hai điểm thân lối này không có thể đặt ra như mặt này này, những này cái tay nó đặt từ cái nét này. Đấy. Và như về sau này sẽ không hiện ra. Mình nhìn thấy cành ghép khá là tinh tế. Những cái sáng tạo của cái anh. Đứng ở đây thì nhìn thì không thể biết được nhỉ. Dạ vâng, vài năm nữa không ai biết được. Nhưng mà cái quan trọng là... anh ơi đứng ở nhà, đứng nhìn những cái góc máy này đẹp quá nhỉ. Ra một cái đường nét khác biệt, đấy. Khác biệt đấy. Chúng ta sẽ đến với cái phôi tiếp theo. Đây một cái phôi ba thân nữa. Đây là cũng là một tác phẩm ba thân nhưng mà lại ba một cái thân quấn quýt nhỉ, hòa quyện đúng không? Cái nét nó khác nhau nhỉ? Những cái nét cây nó không bị nguỗng ngoạ. Cũng là trực nhưng mà cái nét nó rất là duyên. Em nhìn là từ cái nét này, từ thân này nó chạy lên, nó ôm được cái thân này. Yeah. Mà nhìn cái cơ của nó như thế này. Điểm chùn ra voi này có bị nhìn thế này. Chùn hết rồi. Rất dài. Em nó không đấy. Tuổi nó rất cao nhưng mà cái này mọi người cũng lưu ý nhá, chia sẻ thêm cho mọi người nhá. À. Cái này là cái cây này là mình cũng mua ở Hà Nội về thôi, nhưng mà trong quá trình anh em chăm sóc thì về cái nguồn nước nó chắc đang nghĩ là nó không sạch. À. Nên là phun lên nó bị bỏng rêu này. Thế nên vừa rồi ta về thằng em nó không biết nó lại mang cái giấm ấy. À. Cái giấm rượu ấy nó xịt vào. Nó mất cái ten này thôi. À. Thực ra cái tuổi cây này nhá, cây này là cây trực cổ ngày xưa anh bố của anh Cường cổ loa đấy. À. Cái này cũng là rất giá trị đấy, cũng là nó rất rẻ. Nhưng mà bây hiện nay nếu mà mọi người nhìn qua màn hình có thể là nhìn cái màu này nó bị bạch bạch này. À. Cái này là do là mình xịt giấm rồi này. Do phun giấm đúng không? Mọi người hạn chế xịt giấm nha, xịt giấm mà xịt nó nặng tay ấy, nó mất hết cái ten này đấy. À. Nó mất cái ten này nó mới mỏng cái da ra này. Ừ. Thì cái cây này nó cũng hồi lại nhưng mà chắc là phải sau 1 đến 2 năm. Vâng. Chứ còn nói mấy tháng là không được đâu. Dạ, vì mình chơi cây mình phải rút kinh nghiệm mà chứ không phải là mình cứ mang cái gì vào mình xịt hoặc là mình cọ đây được đâu. Vâng. Tệ nó đâu. Mình nếu mà mang đây là hãm nước này một thời gian là nó sẽ hết đi thôi. Vâng. Có lẽ cái treo nước này của nó. Cây này thì nếu mùa hè treo nước hết mùa hè là nó sẽ chuyển màu lại ngay. Anh Đông ơi, anh sang bên này này. Già nhỉ. À, cây này cây già mà. Cây này già lắm. Đâu anh ở đây anh có một cái nón nào. Cây rất già đấy. Cây này già lắm. Cây này già nhà xịn luôn đấy. Nhưng mà đấy quá trình cái màu nước nhìn thấy cái độ nhăn nheo. Đấy, độ chun, độ chun. Mặc dù như cái nhăn nheo nó như thế này nhưng mà cái rễ thỏi chậu nó vẫn khác. Vâng ạ. Cái rễ thỏi chậu nó vẫn khác. Chứ không phải nhiều người cứ nghĩ là những cái rễ này là dạng cây công nghiệp rồi, hay cây nào kia. Tuy nhiên là rễ gần như là đóng bánh hết rồi này. Đóng bánh này. Là chun chảy hết rồi. Vì nhìn thấy đây, cái rễ hóa đây. Chảy hết rồi. Chun nó chảy sệ rồi. Chảy hết rồi. Chúng ta phải nhìn những cái cây chúng ta đánh giá cái cây già, chúng ta phải phân tích những cái một số những cái đặc điểm. Chia sẻ thêm là nhiều người không biết, cứ nghĩ là đây nó chảy nhiều này, hoặc là nó chun lên nó to thế này, gọi là cây công nghiệp. Thế là cây công nghiệp này mang đi đục đi, mang đi đục đi, đục móng đi xong rồi đưa đạc kỹ vào. Đấy. Thế cái bệ này là bệ cổ rất lâu năm rồi, thế cái năm tháng rồi. Thế đưa đạc kỹ vào nó đâu có giả đâu, mà đá đâu có giả đâu. Đúng không? Mà đá là sao mà cổ được. À. Trường hợp là mình đẩy mình ôm đây, nó ôm ra 5 tháng này thì rất là ok đúng không? Nó đã có như thế này, tốt nhất là để nguyên. Vâng. Tốt nhất là để nguyên. Cái đấy là cái nét thời gian. Đừng có đục quý, đi, cái nét quý. Cố tình đục đi xong tạo thành cái móng thành viên đá vào đây. Bông xi măng vào đây nó cố tình không lên. Vâng. Mình chỉ nên sửa lại là thôi. Vâng ạ. Sửa lại nét đá thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta sẽ đến với một cái cây trực nữa. Anh ơi cây này cái form dáng em thích quá này. Cây này mình làm theo phong cách cây dáng cây nước ngoài. Ồ cây này một mình đang xây dựng thôi, nhìn nó thế thôi nhưng mà một cây trực cũng là cái cô cái tám đấy. À cô tám này. Cô cái tám ngày xưa. Với cái chiều cao thì xong xuôi chắc cao 1m1 nhỉ. Ừ, nó tầm đấy. Nhưng mà quý vị ơi, đây là một cái một cây trực. Bà Sa Đức Huy nhìn cái dữ liệu có sẵn rất là ưng ý, rất là thích. Nhìn nó méo vậy, cốt nó méo, nó sâu cây. Nhiều những cái điểm nhìn, ngắm. Nhìn thực tế thì nó rất là phê chứ. Không biết là có này. Rất nhiều những cái điểm để chúng ta ngắm. Trên màn hình của Đức Huy thế nào, nhìn thực tế thì rất là đẹp đấy.
Dạ vâng. Cái thưa thoáng này thì chắc là Đức Huy cũng truyền tải cho quý vị ngắm được rõ. Quý vị nhìn thấy thân pháp rồi những cái tay chi có rất nhiều những cái điểm dị. Một cái trực như mà đường chuyển của tay được làm khá là nghệ thuật. Và đứng ở góc máy này quý vị nhìn thấy cây có những cái thần cổ thụ anh ạ. Nhìn chúng ta nhìn nhìn trông như là cái cây đại thụ. Các con sai. Anh rất thích những cái cây như thế này. Một tỷ lệ vàng quý vị. Đúng rồi. Con này nếu anh làm 2-3 năm nữa, trước anh làm cái đợt trở năm Đông Anh nhỉ, năm ngoái năm kia nhỉ, anh mang lên nó còn phôi thôi em ạ. Phôi rồi. Đến giờ này nó ra được những cái nét này. Thì là sau này anh nghĩ là con này cũng 2 năm sau nhỉ. Vâng. Đồng Huy công nhận không? Cũng phải tầm đấy. Là 2 năm sau thì nó cũng tương đối với cái bộ dặm nó. Vâng. Khung nó còn nếu mà chơi được thì nó còn nó rất là lâu, nhưng mà để mà được cái phong khung mà nó vào từng mảng miếng thì anh nghĩ là 2 năm sau thì cây này cũng đẹp. Quý vị, cây này hoàn thiện xong thì ấn tượng lắm quý vị ạ. Đây là cái mảng nó ra những cái mảng dưới gót đó. Đây là cái đồ VIP của anh. Những ao ước của mọi người rồi. Chúng ta đến với những cái phôi tiếp theo quý vị nhé. Lại một cốt trực nữa. Con này những cái đồ này đang xây dựng nên nó nhìn nó cũng lồng chỏng. Chưa vặt mặt lắm đâu, nó chỉ là những cốt phôi thôi. À, nhưng mà em nhìn thấy anh thể hiện cái nét cây trực. Một cái cây trực thì những cái nét cương. Nhưng mà cái đường tay thì vẫn có một cái nét nhu ở trong đó. Anh làm đúng không? Thì anh làm cây thì hay theo cây. Đây đây. Theo cái tôi hẳn của mình. Vâng. Đấy, Đức Huy quay mỗi một cây thì anh làm gần như nét nó khác nhau hoàn toàn. Không có sự lặp lại của cây này sang cây khác. Vâng. Cái đường ngọn thế và đường tay chậm thế. Cái đó là cái rất cần trong cây cảnh. Làm cây dựa theo cây. Thì mới ra những cái đường nét khác nhau. Chúng ta tất cả đưa vào một cái khuôn, một cái demo, một cái phong cách có sẵn lặp lại thì vô tình làm người ta nhàm chán. Quý vị nhìn thấy cái đường tay anh ấy diễn rất nghệ thuật. Cái này thì xong xuôi cũng chỉ cao khoảng 90 phân thôi. Cái ngọn này đĩa đây cũng tầm 90 phân đấy các bạn. 90 phân một cái đùi. Và chúng ta đến một cây nữa. Cái này ngày xưa sở hữu của bạn Tư. À cũng của anh Tư. Cũng của anh Tư, Tư trắng đấy. À Tư trắng, Tư đen đây. Tư trắng, Tư đen gặp đông đỏ đây. Tư đen gặp đông đỏ. Toàn những nhân vật đặc biệt thôi. Thế này thì anh có sắp tới có bố trí kê thêm cây ở trên này không? Sân trên này. Đây chắc chắn là anh cũng kê thêm một số cây bonsai ở đây, cây nhỏ ấy, thế là cây tầm nhỏ tầm 1-2 ngày B ở cây này. Vâng. Anh sẽ chuyển cái già lan này đi chỗ khác. Vâng. Và chỗ này thì kế là khoảng 5 cây bonsai nhỏ. Dạ vâng. Nữa thì anh để thế này. Vẫn là hành lang kia để khoảng 3 cây tầm trung trung nữa, tầm 2-3 tạ nữa. Thì anh chắc là đợt sau là Đức Huy đến thì lại có này một cái sân chơi ở đây. Sân chơi ở đây. Mình chuyển lên thôi. Còn nếu mà đợt sau Đức Huy đến thì mình sẽ cố gắng làm thế nào để cho nó chu viên nó đẹp tương đối nhất. Vâng. Để truyền tải hình ảnh đến cho người xem. Có gì thì mong mọi người chia sẻ, gọi là đến với nhà vườn chia sẻ cùng với lại anh em cùng nhau để bàn hội thảo đấy, đưa cho nhau những cái hướng đi cây tốt nhất. Vâng, ok anh. Bởi vì hồi lần trước em đến với anh thì chưa có cái dàn cây này, và lên lần này đến thì đã bất ngờ đã có 8 cây VIP đã lên trên này, và sắp tới thì như anh Đông chia sẻ thì sẽ còn thêm nhiều cây nữa. Đây là gọi là 8 cây vít ở trên này, VIP. VIP mà mọi người đã bảo là cây VIP là cây xịn thì chết đấy.
Không, những đây cái đồ cây vít thôi, được vít ở trên này. À, được vít. Anh ấy khiêm tốn quý vị ạ. Chứ không phải là nhưng mà những cái đâu. Cây như thế này thì là những cái cây mơ ước của nhiều anh em rồi. Và với nhiều anh em thì đây là những cái đồ vip rồi. Vì tuy là một số cây vẫn là phôi, nhưng mà phôi chất, phôi quý của anh ấy. Và đến đây thì Bà Sa Đa Huy cũng xin được chào quý vị và chào anh Đông nhé. Em xin phép được dừng lời đây anh nhé. Anh có chào Đa Huy và mọi người nha. Vâng, cảm ơn anh. Bà Sa Đa Huy xin được cảm ơn quý vị và xin phép quý vị được dừng lời đây. Sẽ trở lại với quý vị trong những thước phim sau. Chào tạm biệt quý vị.